Kính thưa toàn thể hội hồn thân mến, trong mỗi chúng ta ai cũng đều có một sở thích của riêng mình. Khi nhỏ thì chúng ta thèm vị ngọt ngào của những viên kẹo mút. Vâng, và khi lớn lên thì chắc chắn rồi, chúng ta ai cũng đều có một sở thích về những vị ngọt khác nhau. Thì trong mỗi những người trong tình yêu thì ai cũng mong muốn sẽ được tận hưởng vị ngọt ngào của những đôi môi, đúng không ạ? Quý vị có mong chờ những nụ hôn ngọt ngào và nồng thắm nhất của đôi nương của chúng ta dành cho nhau không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ! Mấy chị em bên kia máu quá, làm tôi cũng rạo rực theo. Cái gì cũng phải có trình tự theo thứ tự đàng hoàng. Vâng, và xin mời anh Đình Cường và chị Mỹ Trinh cùng hướng mặt vào nhau đi ạ. Vâng, chị Mỹ Trinh cho tôi xin mượn bó hoa một chút xíu. Vâng, và trước khi trao cho nhau nụ hôn này thì tôi xin phép được hỏi anh Đình Cường rằng là trong thời gian yêu nhau, tìm hiểu, tìm tòi, khám phá về chị Mỹ Trinh hết sức kỹ càng và rõ ràng, đúng không ạ? Vậy thì tôi xin phép được hỏi anh Đình Cường rằng là anh đã khám phá được nơi nào trên cơ thể của cô dâu Mỹ Trinh là mềm nhất chưa ạ? Anh đã khám phá được nơi nào trên cơ thể của chị Mỹ Trinh là mềm nhất chưa ạ? Ở má ấy. Cái mà là sai rồi. Anh chứng tỏ anh khám phá còn chưa kỹ lắm đâu. Về nhà khám phá thêm nhá. Nơi mềm mại nhất của cô người phụ nữ đó chính là vòng eo. Vâng, xin mời anh đặt hai tay lên vòng eo của cô dâu đi ạ. Vâng, có qua có lại thì tôi cũng xin phép được hỏi chị Mỹ Trinh rằng là chị đã khám phá được nơi nào trên cơ thể của chú rể Đình Cường là cứng nhất chưa ạ? Bờ vai. Rất chính xác, rất tuyệt vời. 10 điểm dành cho cô dâu đi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn lên đi ạ. Và trong nụ hôn cô dâu Mỹ Trinh và chú rể Đình Cường trao cho nhau thì tôi cũng xin khuyến cáo đến cho toàn thể quý vị, đó chính là các bạn nam, các bạn nữ trong tình trạng FA, đặc biệt các bạn nữ ngồi hàng đầu đây, hãy nhắm mắt lại để tránh trường hợp. Vâng, và tôi cũng khuyến cáo dành cho cô dâu chú rể rằng là nụ hôn của các bạn trao cho nhau càng lâu càng sâu thì con của các bạn càng thông minh và càng xinh đẹp. Và quý vị đã sẵn sàng cho nụ hôn lâu nhất thế kỷ của chúng ta chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Mới đủ độ sâu chưa? Chưa đủ độ lâu đúng không ạ? Đã đủ độ lâu chưa? Mọi người đã đồng ý với nụ hôn đầu tiên này chưa? Chưa đồng ý. Phải thực hiện lại thêm một lần nữa. Vâng, một lần nữa mà thôi. Vâng, xin mời cô dâu chú rể cùng quay trở lại vị trí như lúc ban đầu. Trông cực nhất và trông mềm nhất nhất. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, trong nụ hôn thứ hai này thì chú rể Đình Cường của chúng ta chỉ được đứng im, mắt lim dim và tim sật sật tận hưởng niềm hạnh phúc đến từ cô dâu Mỹ Trinh mà thôi, không được nhích lên một cm nào, nhớ chưa? Và tôi xin phép được đặt tên cho nụ hôn thứ hai này. Và quý vị có thấy cô dâu Mỹ Trinh của chúng ta xinh không ạ? Chú rể Đình Cường có đẹp không ạ? Nụ hôn năm mang tên cái xinh đã đóng đinh và cái đẹp. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay sau đây sẽ là một quả phạt trực tiếp cách thành của thủ môn mồm khoảng 50cm. Với một hàng hậu vệ răng dày đặc thế này thì liệu cô dâu có thể nào gỡ hòa một đều cho đội tuyển nhà gái hay không? Cổ viên của nhà gái đâu ạ? Cổ động viên của nhà trai đâu ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, xin cảm ơn nụ hôn dài nhất Việt Nam của chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, và để tiếp tục quay trở lại với những ca khúc sôi động, bốc lửa nhất để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng quay trở lại với tiếng hát của nam ca sĩ Đăng Thắng đến từ Anh Em Music với ca khúc Hoa Cài Mái Tóc Remix.
Vâng, và theo yêu cầu của anh, của chú rể, vâng, sẽ là một nhạc phẩm rất sôi động mang tên Hoa Cài Mái Tóc Remix. Và cũng mến mời tất cả các bạn trẻ chúng ta có thể lên sân khấu hòa cùng nhạc phẩm này, đúng không ạ? Hey we go! Say hey! Các vô công của chúng ta đâu rồi à? Xin mời các bạn nữ lên đi ạ. Anh của chú rể đâu, lên luôn đi. Lên luôn nào. Hey! Các bạn vỗ tay lớn lên đi ạ. Lên luôn các bạn trẻ ơi. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ một nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một nhành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta bên nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu mình được phải. Xin em đừng qua vùng có hoa, xin em đừng đến những nơi chim xanh ngoan ca. Tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn nơi thế. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Một chào một tay nhận lấy nữa. Và các bạn đã lắng nghe. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôm thân mến, một ca khúc cực kỳ sôi động, bốc lửa đúng không ạ?